Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhưng trái với sự an phận của bố, sự nín nhịn của mẹ, thì Thu Nguyệt không chấp nhận được cảnh sống ẩn dật nên đã có phản ứng gay gắt với bố mẹ mình. Bố, mẹ, con không chịu rời khỏi đây đâu. Ông Chu nghe con gái gào lên thì bực bội. Mày không định đi cùng bố mẹ thì đi đâu? Cái thứ hay ăn nhắc làm như mày, ai người ta mướn hả? Bố không thương con nữa phải không? Là tao chiều mày quá nên cái gì mày cũng không biết làm. Sống thân tầm gửi quen đi. Bố, tao nói một là một, hai là hai, cả nhà chuyển về quê cũ ở một thời gian. Nghe ông Chu nói vậy thì ngay cả bà Liễu cũng hốt hoảng. Về đó thì làm cái gì mà ăn? Quen ăn sung mặc sướng rồi, về cái nơi khỉ ho cỏ gáy đó thì chịu sao nổi đây? Ông ơi, chúng ta phải về đó thật sao? Thế bà nghĩ là tôi nói chơi đấy à? Nó đã tha cho đi tù là may mắn lắm rồi. Hay bà muốn tôi đi tù, còn mẹ con bà thì lên mặt báo cho thiên hạ nó biết. Thì tôi lo mà chuẩn bị đồ đạc đi. Nhìn mẹ răm rắp nghe lời khiến Thu Nguyệt hậm hực. Cô ta không chịu chấp nhận cuộc sống này nên quay người bỏ đi. Thì ông Chu quát lên. Mẹ con muốn đi đâu? Con sẽ không về quê cùng bố mẹ đâu. Mày không về cùng, thế mày lại muốn bôi cho chát chấu vào mặt chúng tao đấy hả? Thời gian qua mày sống buông thả chưa đủ sao? Con đi tìm cuộc sống riêng của con, bố khỏi lo nữa. Mày đi đâu? Ai giúp cái đứa lười biếng như mày? Hay mày lại mang cái vốn tự có ra để mà làm ăn hả? Con thà làm như thế cũng không về cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi đó đâu. Ông Chu và bà Thu Liễu không ngăn được con gái của mình. Hai người bọn họ hoàn toàn bất lực trước sự ngang ngược của con gái. Trơ mắt nhìn theo đứa con quen được chiều chuộng của mình, cầm túi sách chạy ra khỏi nhà. Không muốn sống cảnh kham khổ ở dưới quê mà chỉ thích sống cuộc sống ăn chơi trụy lạc, nên Thu Nguyệt quyết định không theo bố mẹ mà đi tìm mẹ của Hạ Lan, người duy nhất giúp cô ta có được cuộc sống sung túc. Việc của ông Chu coi như đã giải quyết xong, nhưng Diệp Lan lại chẳng thấy vui chút nào cả. Cô từ chỗ của ông ta về thì đi thẳng lên chùa X. Ngôi chùa này trước đây bà nội hay đưa cô đi cùng mỗi dịp tuần rằm. Cô vào trong thắp hương rồi ra ngoài vãn cảnh. Đi hết xung quanh, cô ngồi lại chiếc ghế đá phía sau chùa. Trước một nơi thanh tịnh, nhưng lòng của cô thực sự chưa thanh tịnh. Bởi sau bao cố gắng, cô đã hoàn toàn thất bại vì sự hèm kén của mình. Cô vẫn để mẹ chịu nỗi oan khuất, tức tưởi. Cô đã hứa với bà, nhưng đến giờ này cô chưa làm được điều mình đã hứa. Đã vậy lại còn liên lụy tới cả nhà Tuấn Phong. Diệp Lan rời khỏi ngôi chùa khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Về tới nhà, cô đưa tập giấy tờ có chữ ký của ông Chu cho Huy rồi nói: thành thật xin lỗi chú rất nhiều, cũng tại tôi không suy nghĩ thấu đáo đã liên lụy tới chú và công ty. Chúng ta là người nhà mà, chị đừng nói như vậy. Sau chuyện vừa rồi xảy ra mà chú vẫn còn coi tôi là người nhà được, thực sự là tôi biết ơn chú lắm. Cũng rất cảm ơn hai vợ chồng đã giấu chuyện này với bố mẹ và chú Đông, cho tôi chút danh dự với người lớn trong nhà. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chị đừng suy nghĩ nữa. Cảm ơn chú nhiều. Được rồi, là người nhà, không nên nói câu khách sáo. Diệp Lan gật đầu cảm ơn Huy lần nữa, rồi về phòng của mình. Ngồi trên chiếc giường của hai vợ chồng mà lòng cô chĩu lại. Nhìn đâu đâu cũng là bao ký ức tươi đẹp của cô và anh. Nhưng giờ này, thật sự là cô chẳng còn mặt mũi mà đối diện với anh. Nhớ tới lời khuyên nhủ, động viên của Khải mới đây. Nhưng thật sự cô không đủ dũng khí. Bởi trước đó cô làm mình làm mẩy với anh, cô lợi dụng anh để trả thù ông ta. Nhưng cuối cùng cô chỉ làm cho anh đau lòng và khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối, mà mục đích của cô vẫn chưa được hoàn thành. Cô không xứng đáng với anh. Cô không còn là người vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, giỏi giang của anh nữa. Cô thật sự chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Ngày hôm nay không thể bỏ lại là vì còn liên quan tới danh dự của cả một tỉnh.
Nhưng khi buổi biểu diễn thành công kết thúc thì Phong đã hoàn thành hết trách nhiệm của mình. Hai buổi biểu diễn sau này không còn đặt nặng vấn đề nữa, nên anh nhanh chóng cùng với trợ lý Quang trở về nhà. Thực sự Phong giờ này không còn có thể bình tâm được nữa, vừa lo cho cô lại vừa lo cho chuyện tình cảm của vợ chồng bị rạn nứt thật. Thái độ của Diệp Lan đêm qua cho thấy cô dường như không còn cần tới anh nữa rồi. Chiếc xe bon bon chạy về khu đô thị mới HT, chẳng mấy chốc mà đã dừng trước cổng nhà. Tuấn Phong vội vã đi vào thì mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bà Lệ nhìn con trai mặt mày ủ rột thì lên tiếng hỏi: "Sao thế con? Về sớm hơn dự định, có phải là đã xảy ra vấn đề gì không?" "Không ạ, bọn con xong việc rồi, chỉ là con có chút mệt mỏi thôi." "Ờ, thế con ăn uống gì chưa?" "Trên đường về con ăn rồi ạ." "Thế con lên nhà nghỉ ngơi đi." "Vâng." Tuấn Phong nhìn quanh không thấy vợ ở dưới này thì đoán chắc là cô ở trên phòng, nên không chậm trễ mà đi nhanh lên đó. Có điều khi lên tới nơi thì không thấy cô đâu cả. Anh mở cửa phòng bên cạnh cũng trống rỗng. Phong bắt đầu hoảng hốt, cảm giác mất mát như cái đêm mấy hôm trước ùa về. Phong không còn có thể bình tĩnh được nên chạy xuống nhà tìm vợ. Bà Lệ thấy con trai hốt hoảng như vậy thì vội hỏi: "Con làm sao thế? Vợ con đâu rồi mẹ?" "Ăn cơm xong nó bảo lên phòng, mẹ cũng không biết." "Cô ấy không có trên phòng đâu ạ, gọi điện thì không nghe máy." "Ôi, chắc nó đi đâu chơi thôi, làm gì mà con hốt hoảng như kiểu nó bỏ nhà đi vậy?" "Cả nhà không ai biết vợ con đi đâu thật ạ?" "Ờ, cái thằng này." Cả nhà không ai biết càng khiến cho Phong sầu não. Nhìn sang em trai và em dâu cũng chỉ thấy lắc đầu thì Phong lại càng sầu hơn. Anh chạy lại lên phòng một lần nữa, tiến lại, mở tủ quần áo, đồ đạc vẫn còn y nguyên thì mới thở phào. Nhưng ngay sau đó lại sốt ruột, lo lắng. Biết đâu cô rời đi mà không mang theo đồ thì sao? Phong không muốn ngồi một chỗ phán đoán nữa nên lấy máy gọi hết cho những người mà cô quen. Gọi cho người cuối cùng là Khải, nhưng đều có một câu trả lời giống nhau là không biết hoặc không đi cùng. Phong bắt đầu mất bình tĩnh, không ở nhà chờ nữa mà phóng xe đi tìm. Nhưng dù có đi hết mấy quán cà phê cô thường lui tới, rồi đến những con phố cô hay đi dạo, cũng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Sự mệt mỏi, xen lẫn đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng Phong không vì vậy mà từ bỏ. Anh vẫn kiên trì, tiếp tục đi tìm. Thì sực nhớ ra một nơi mà hai vợ chồng đã từng ở đó. Đúng là anh ngu ngốc, chỉ vì vội vàng mà quên mất nơi mà vợ anh thích nhất. Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước sân nhà. Phong xuống xe chạy về cuối khu vườn, nơi có một căn nhà gỗ nhỏ bé. Căn nhà này là anh thuê người đã làm cho cô ngay sau khi hai vợ chồng xác nhận tình cảm với nhau. Cô nói rất thích có một căn nhà nhỏ thế này. Căn nhà nhỏ nhưng hạnh phúc thật to. Nhìn ánh sáng phát ra từ trong ngôi nhà, anh biết là người vợ hiền của mình đang ở trong đó. Vậy là cô đã không rời bỏ anh. Không vội vã, Phong tiến từng bước về phía trước, rồi đưa tay mở cánh cửa ra thì một hình bóng thân quen đứng trước mặt. Lúc này Diệp Lan cũng rất bất ngờ, không nghĩ là chồng về giờ này. Cô cứ đứng ngây ngốc nhìn Phong thì anh chạy lại ôm chầm lấy cô. Giọng anh nghẹn nghẹn cất lên: "Anh cứ tưởng là em đã rời bỏ anh rồi." Diệp Lan cũng nghẹn ngào trước người chồng yêu dấu này: "Em đã có ý nghĩ rời xa anh, nhưng thực sự là em không có làm được. Em không muốn chiếc giường của chúng ta bị chia đôi. Không có ai thay thế được em. Từ nay em muốn lợi dụng anh bao nhiêu cũng được. Anh tự nguyện để em lợi dụng anh. Cả cuộc đời này anh đều tự nguyện. Em không muốn làm gì nữa, mà chỉ muốn được yêu anh thôi." "Diệp Lan." "Tuấn Phong à, em yêu anh." Cũng là lời yêu, lời thương hàng ngày. Nhưng giây phút này cả hai lại vô cùng cảm xúc và nghẹn ngào. Phong cảm giác như được yêu lại từ đầu với người con gái mà anh thương nhớ tương tư. Một quãng thời gian rất rất nhỏ thôi, nhưng đủ cho thấy anh đã yêu người con gái này quá nhiều, thương quá nhiều. Cái ôm dường như không đủ, còn nụ hôn cũng chỉ khiến cả hai càng thêm quấn quýt ngọt ngào. Đôi bàn tay ấy lại nhẹ nhàng quấn lấy eo thon, lại vuốt ve mái tóc bồng bềnh, lại sờ lên đôi môi dịu ngọt. Nụ hôn này, cái ôm này đã chứng minh tất cả rằng mọi khúc mắc, mọi hiểu lầm chẳng cần phải bày tỏ nữa. Ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa rồi. Sau giây phút trùng phùng,
Phong ôm vợ lại gần chiếc giường nhỏ nằm xuống, vuốt ve hai bên má đầy cương chiều, rồi nói với cô: Em có biết nỗi sợ lớn nhất của anh là gì không? Có phải là 4 năm anh sống trong bóng tối? Không. Vậy là gì ạ? Là về nhà anh không thấy em. Anh... Phong kiềm chế lại cảm xúc như muốn vỡ òa. Anh hôn nhẹ lên trán của vợ rồi mới nói tiếp: Anh sợ cái cảm giác về nhà mà không có em, rất sợ. Em sẽ không đi đâu hết, bởi anh là nhà của em. Diệp Lan, mình bỏ qua hết mọi chuyện không vui được không anh? Ừ. Diệp Lan nhẹ lòng, cô áp chặt đầu vào ngực của chồng, vòng tay ôm anh cũng chặt hơn mà thủ thỉ: Anh à, anh muốn có con chưa? Anh thích lâu rồi. Vậy tại sao mỗi lần gần gũi anh lại chủ động kế hoạch? Vì anh thương em. Nghe câu này, Lan xúc động đến rơi nước mắt. Cô rúc đầu vào hõm cổ của anh rủi rủi. Thị Phong vuốt nhẹ tóc cô an ủi: Anh không muốn em làm mẹ khi tuổi còn quá nhỏ, càng không nỡ làm giang dở ước mơ của em. Anh muốn em hoàn thành tất cả, và chỉ khi nào em sẵn sàng thì chúng ta mới tính đến sinh con. Phong, em đã sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng lâu rồi. Phong nhìn vợ, nước mắt ngắn dài trả lời anh, mà đáng yêu gì đâu. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, thì đột nhiên cô giớn người chủ động, hôn lên môi của anh. Em muốn bắt đầu ngay từ bây giờ, được không? Phong nhìn vợ xúc động, không nói nên lời. Đây là điều mà anh mong mỏi lâu rồi, nhưng vì không nỡ nhìn cô vất vả và lỡ dở việc học tập nên mới phải nhịn lại. Nhưng giờ này thì bắt đầu thôi. Cả hai sau bao ngày nín nhịn thì đều bùng cháy dữ dội. Một lần chẳng đủ, rồi lại tới lần thứ hai. Sau giây phút mệt nhoài thì cả hai nằm ôm nhau. Diệp Lan thấy mình cần nói cho chồng nghe một số chuyện nên cô bắt đầu trải lòng. Em đã từng rất hận. Gần 10 năm trời em ôm mối hận đó. Cảm tưởng đã khắc sâu trong từng thớ thịt, tâm can của em. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Có phải là em kém cỏi lắm không? Không, em không hề kém cỏi, mà em là một người con hiếu thảo, là một cô gái rất bản lĩnh. Dẫu ôm mối hận sâu sắc thế, nhưng mà em lại chọn cách tha thứ. Nếu đổi lại là anh, thì chưa chắc anh đã làm được như em. Diệp Lan à, mẹ dưới đó rất tự hào về em, nên không cần phải nghĩ nữa. Em cứ sống vui, hạnh phúc bên anh, đó mới là điều mà mẹ mong mỏi nhất. Hãy bỏ qua tất cả đi, họ không cần em. Nhưng anh và gia đình của anh thương em là đủ. Em mãi là thành viên của họ Lê, là người vợ hiền của Tuấn Phong anh. Cảm ơn chồng rất nhiều. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nên hãy bỏ qua hận thù mà sống thật vui và an nhàn. Luật nhân quả trên đời không bỏ sót một ai. Sống ác thì gặp ác, ăn ở hiền lành thì sẽ gặp điều tốt. Và cô đã sống chân thành với gia đình chồng, nên từ một cô gái không có nơi nương tựa thì giờ cô đã có một gia đình lớn bao bọc và thương yêu. Cả hai bây giờ chỉ tận hưởng khoảnh khắc yên vui bên nhau và chờ tới ngày làm đám cưới. Còn một tuần nữa là đến ngày trọng đại rồi. Diệp Lan vui mừng háo hức bao nhiêu thì Tuấn Phong còn mong hơn gấp bội. Buổi tối đến, hai đứa nằm ôm nhau, Tuấn Phong thủ thỉ với vợ: Anh háo hức được thấy em mặc váy cô dâu lắm rồi. Hôm thử váy cưới anh nhìn rồi còn gì? Đó là thử, còn ngày cưới mới là thật cơ mà. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh. Còn anh là chú rể đẹp nhất của riêng em. Tuấn Phong nghe vợ nói vậy thì vui sướng cười tít cả mắt. Anh mong mỏi tới nhanh ngày đó để anh công bố cho tất cả mọi người biết anh có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang và hiền đức thế nào. Còn một tuần nữa thôi mà ngày nào Tuấn Phong cũng ra ngóng vào ngó. Mỗi sáng thức dậy, anh lại lấy nhanh cái bút đánh dấu cho qua hết một ngày. Hành động vui hứng của anh cũng khiến cho Diệp Lan phì cười. Và sáng nay cũng vậy. Vừa mới đặt chân xuống đất là Phong với lấy cái bút liền. Khi anh đánh dấu vào ô thứ 5 thì cô lên tiếng trêu chọc: Anh cứ làm như chấm bảng lương ý, hơn cả việc chấm công nhá. Còn 2 ngày nữa thôi mà. 2 ngày mà cứ như 48 tiếng. Trời ơi, Diệp Lan nghe mà cười phá cả lên. Một chiếc chồng quá đáng yêu. Cô nhìn anh rồi nhéo má mấy cái liền, miệng không quên buông lời bông đùa tiếp: Không phải 48 tiếng đâu, mà là 48 tiếng 48 giờ. À, dám lại trêu anh hả?
Đồ chồng Hâm. Hâm mà có người mê tôi không dứt được đấy. Ai thế? Em nào mà mắt kém thế? Ờ, đúng thật, trông rõ xinh mà mắt có vấn đề rồi. Diệp Lan bị chồng ghẹo cho đến cùng thì cũng không hiền thục nữa mà nhảy luôn lên lưng của anh, bắt anh cõng vào phòng tắm. Dám nói mắt em có vấn đề thì cả chân em cũng vấn đề đây, nên anh chịu khó mà cõng đi. Gớm nhỉ. Không phục vụ cho đàng hoàng vào thì tối nay nhịn nhá. Hôm qua nhịn rồi nên lại bắt nhịn tiếp sao? Làm sao mà được chứ? Thế thì phục vụ cho đàng hoàng coi. Mới sáng ra, hai vợ chồng đã chỏng ghẹo nhau ầm cả nhà. Có từ phòng ngủ tới phòng tắm mà mất tới mười mấy phút. Phong dường như trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình, bởi vì bên cạnh anh có vợ rất dễ thương, cái gì cũng giỏi và nhất là biết làm anh hài lòng. Sáng sớm nào cũng cho ông chồng là anh dậy ăn mật ngọt, và sáng nay cũng vậy. Sau khi hai vợ chồng chuẩn bị xuống nhà thì cô không quên tặng cho anh một nụ hôn nồng cháy cùng với lời lẽ yêu thương. Chồng em ngày càng đẹp trai đấy. Có vẻ là em khen hơi thừa rồi. Phong Gia Oai còn đưa tay hất mái tóc ra phía sau, trông như tài tử Hồng Kông, thì Diệp Lan bĩu môi. Trông anh kìa, quá đẹp trai phải không vợ? Vừa mới khen có một câu, thêm là đã sĩ diện thế không biết. Rất nhanh, đã qua hai ngày và lễ cưới long trọng của Lan và Phong đã tới. Nhìn Phong tự tin lịch lãm trong bộ vest màu xanh coban, còn Diệp Lan thì xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi sang trọng. Cả hai cùng nắm tay nhau vào lễ đường, thề non hẹn biển, cùng trao gửi yêu thương, hạnh phúc suốt một đời. Lễ cưới vẫn đang diễn ra vui vẻ và nhộn nhịp. Ở dưới, các nam thanh nữ tú thi nhau hò hét và chờ đón màn hôn môi ngọt ngào của cô dâu và chú rể. Phong hôm nay chẳng ngần ngại mà đầy tự tin trước bao nhiêu người thể hiện tình cảm của mình với vợ. Chứng kiến nụ hôn lãng mạn của chú rể và cô dâu thì cả hôn trường càng thêm rộn rã. Lễ cưới lúc này đang đi vào giây phút vui vẻ, nhộn nhịp nhất, thì tự nhiên có vị khách không mời mà đến. Một người phụ nữ mặc nguyên bộ đồ đen, đeo luôn kính đen bước vào, khiến cho mọi người tò mò, bắt đầu có những lời bàn tán xôn xao. Bà Diễm Lệ là nhìn từ xa đã nhận ra người phụ nữ kia là ai, nên rất nhanh nhẹn bước lại, chắn ngang lối đi của bà ta. Tôi nhớ là không có mời bà tham gia hôn lễ này nhỉ? Nhưng mà tôi lại có món quà tặng để mừng hạnh phúc cho con trai của bà. Cảm ơn chủ ý của bà, nhưng tôi xin phép không nhận, vì từ cung cách ăn mặc, tôi nghĩ chắc là món quà đó, cũng như chủ nhân của nó, rất tệ. Bà cứ đắc ý đi, nhưng rất nhanh sẽ bị mất mặt đấy. Bà nghĩ bà là ai mà đe dọa được tôi? Nên nhớ Diễm Lệ này không dễ bị chơi xấu như vậy đâu. Nếu tôi là một kẻ yếu đuối thì vợ chồng tôi đã không có gia sản đồ sộ như ngày hôm nay. Tôi không nhận mình tài đức, nhưng tôi biết cách dạy con của mình để trở thành những thanh niên giỏi giang tài hoa và tìm được người con dâu hiền đức vẹn toàn. Câu này bà Diễm Lệ ghé sát tai của bà Kim, mẹ của Hạ Lan, nói nhỏ khiến cho bà ta tức đỏ cả mặt. Nhưng chưa kịp để cho bà ta nói thêm thì bà Diễm Lệ lần nữa vỗ vai bà Kim nhắc nhở. Một người xấu xa như bà, chỉ đáng là kẻ tiểu nhân, luôn tìm cơ hội để cắn trộm, không đáng để đấu với tôi đâu. Khôn ngoan thì cút ngay về, chứ đừng có để tôi ra tay. Tôi làm việc gì cũng rất cẩn thận và có chuẩn bị. Mấy cái thứ video hình ảnh vớ vẩn mà định đe dọa tôi ư? Chuyện trẻ con à? Bà, có cần tôi cho thêm mấy cái cho rõ nét không? Và tiện đây tôi cho thêm bằng chứng bà gặp với trai trẻ tới chỗ chồng của bà ngâm cứu trước được không? Con mụi già này, tao không tha cho mày đâu. Nói dũng khí thế, sao không hét to lên cho tất cả mọi người được nghe thấy? Việc gì mày phải gầm gừ với tôi vậy? Đợi đấy, đừng để tao nắm được điểm yếu của mày. Tôi rất sẵn lòng. Bà Diễm Lệ nói một lời đầy tự tin, rồi làm hành động như tiễn khách, khiến cho bà Kim ăn đủ sự nhục nhã, bực tức. Nhưng biết là keo này chưa đánh đã bị thua, nên đành phải phủi đít đi về. Hôn lễ tiếp tục diễn ra, cô dâu chú rể cùng vui với tất cả họ hàng, bạn bè và quan khách. Màn cuối cùng là tiết mục mà bao nam thanh nữ tú thích nhất, đó là nhận hoa của cô dâu. Phong muốn giúp vợ thực hiện màn này thêm phần gây cấn và cũng gây thêm tiếng cười cho mọi người, nên đã ngắm và lên ý định rất chuẩn xác. Một màn tung hoa độc đáo và có người cố ý đứng hẳn ra phía ngoài cùng. Thế nào mà bó hoa lại rơi trúng chỗ của Khải đang đứng?
Mọi người thấy Khải bắt được hoa cưới thì vỗ tay rầm rầm chúc mừng, khiến anh mắc cỡ. Ánh mắt trách móc hướng lên chỗ hai vợ chồng Phong và Lan, ý bảo là họ chỉ giỏi làm chuyện bao đồng, thì chỉ nhận được về nụ cười trêu chọc. Khải bối rối chưa biết làm thế nào với bó hoa thì một cô gái xinh xắn dễ thương đứng ngay bên cạnh lên tiếng: "Nếu anh không thích, có thể nhường cho em không?" Không một giây chờ đợi, Khải liền đưa luôn bó hoa cho cô bé ấy định rời đi, thì lần nữa cô bé ấy lại nói: "Người ta bảo tình huống vừa rồi là có duyên lắm đấy ạ." Tuấn Huy bên này thấy cô bé nhân viên của công ty đã tia được anh chàng Khải nhà ta thì tủm tỉm cười. Đúng là không hẹn, không biết, nhưng vì một tình huống vô tình có khi lại nên duyên. Như anh và Trà My vì ngẫu nhiên mà đến, hay như hai nhân vật chính hôm nay cũng từ một cuộc trao đổi vô tình mà có được quả ngọt của tình yêu. Lễ cưới kết thúc, cả nhà bà Diễm Lệ lên xe về nhà. Biết hôm nay là ngày vui của con trai thì không nên nhắc mấy chuyện xui xẻo, nhưng việc bà Kim ngang nhiên định tới phá đám ở hôn lễ này khiến bà không đề phòng không được. Ngồi họp lại cả nhà, bà Diễm Lệ tâm sự với các con: "Thực ra bố mẹ biết hết chuyện của mấy đứa rồi, nhưng vì bố mẹ tin các con đã đủ trưởng thành, đủ năng lực để xử lý mọi chuyện sao cho êm đẹp nhất. Và bố mẹ rất vui khi các con biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, tin tưởng nhau, đặc biệt là Phong và Lan. Sau những chuyện không may đã xảy ra, hai đứa càng yêu thương nhau hơn. Đó là một niềm vui lớn của gia đình. Bố mẹ rất vui mừng khi hai con đã vượt qua những thử thách trong cuộc sống vợ chồng. Sau này còn rất nhiều những khó khăn, cám dỗ nữa, nhưng mẹ hy vọng hai đứa lúc nào cũng yêu thương và thấu hiểu nhau, được chứ?" Diệp Lan nghe mẹ chồng nói vậy thì biết ơn bà nhiều lắm. Cô hiểu tính khí của bà ít nói và không muốn nhắc lại chuyện cũ nhiều lần, nên cô chỉ nói cảm ơn và hứa hẹn với ông bà: "Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Con hứa sẽ sống thật hạnh phúc với chồng của con và hỗ trợ hết mình cho các em." "Tốt lắm, Huy và Trà My cũng vậy nhé." "Vâng ạ." Nhìn các con đồng lòng, đoàn kết yêu thương nhau thì ông Nghiêm và bà Lệ vui mừng khôn xiết. Người ta nói rồi, đoàn kết là chiến thắng tất cả, nên ông bà chỉ nhắc nhở các con như vậy và nêu cao tinh thần cảnh giác với những kẻ chưa dừng lại âm mưu hại người. Theo mẹ thấy thì bà Kim vẫn chưa thôi ý định trả thù các con đâu, nên mấy đứa phải hết sức cẩn thận. Con vẫn rất cảnh giác bên phía bà ta và cả cái cô Thu Nguyệt kia nữa. Tiếng Huy phân tích thì bà Lệ cũng gật đầu tán thành. Hình như ông Chu và vợ ông ta về quê sống ẩn dật rồi, nhưng có vẻ cô con gái ham chơi nhắc làm kia thì vẫn muốn trụ lại ở thành phố thì phải. "Đúng rồi mẹ, hôm trước cậu trợ lý của con gặp cô ta ngồi chung với bà Kim nữa, chắc lại có âm mưu gì đây." "Họ có hay không, chúng ta vẫn nên đề phòng." "Vâng, chúng con hiểu ạ." Bà Lệ gật gù rồi như chợt nhớ ra điều gì đó nên quay qua Phong và Lan nhắc nhở: "Hai đứa xem có đi du lịch ở đâu không mẹ đặt cho." "Dạ thôi ạ, thực ra đi đâu cũng không bằng ở nhà. Cái con bé này, hai vợ chồng trẻ là phải tận dụng thời gian rảnh bên nhau chứ. Với đi chơi cho khuây khỏa, rồi còn kiếm cho tôi đứa cháu đi." "Chúng con ở nhà cũng kiếm được cho bố mẹ mà. Con ăn chơi dài hạn quá rồi, con muốn đi làm giúp chú Huy cho đỡ vất vả." "Việc đi làm là việc lâu dài, không bàn nhiều. Mẹ ra hạn, hai đứa đi châu Âu chơi một tháng đi." "Con đồng ý." Tiếng Phong vang lên khiến bà Lệ phấn khích, giơ ngón tay cái ra: "Mẹ chốt rồi nhá." Tuấn Huy ngồi bên cạnh nghe mẹ chốt như vậy thì cũng kiện cáo như thật: "Mẹ, hai vợ chồng con cũng chưa có đi hưởng tuần trăng mật sang chảnh như vậy đâu ạ." Bà Lệ lườm Huy rồi mắng vốn: "Ai bảo anh khi đó không nhịn được làm con bé có bầu sớm rồi lại kiện cáo tôi à? Giờ Cun được nửa năm rồi, bà nội xem sắp xếp cho nhà Cun đi chung với hai bác đi ạ." "Vâng, tôi là nể cháu nội với con dâu đấy nhá, còn anh thì chỉ đi ké thôi đấy." "Dạ bố Cun cảm ơn ông bà nội nhiều, đi ké cũng vui lắm rồi." Tiếng cười vui vẻ của mọi người khiến không khí của đại gia đình càng thêm ấm cúng. Bà Lệ và ông Nghiêm là hai người vui nhất, nhìn con cháu hạnh phúc đề huề thì không có gì bằng. Gác lại tất cả những bộn bề, bốn người trẻ tuổi và bé Cun đã cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà Diệp Lan cảm thấy vui và hạnh phúc nhất. Được cùng người thương của mình đến những nơi mình yêu thích, dẫu hiện tại chưa đi hết những nơi xinh đẹp trên thế giới,
nhưng từng đó thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời. Như đã hứa với Tuấn Huy, sau khi Diệp Lan kết thúc chuyến trăng mật đầy ý nghĩa thì cô đã về công ty để hỗ trợ. Vốn dĩ Diệp Lan rất thông minh, lanh lợi, lại có khiếu ăn nói nên đã giúp đỡ cho Tuấn Huy rất nhiều. Từ ngày cô về phụ trách mảng ngoại giao thương mại thì việc làm ăn của công ty càng lên như diều gặp gió. Chị dâu em chồng phối hợp ăn ý, đánh đâu thắng đấy, sự nghiệp gia đình ngày càng phát triển vượt bậc. Ông Tuấn Nghiêm nhìn rõ bước tiến của các con thì rất hài lòng. Cả đời ông bà chắt chiu gây dựng sự nghiệp, chỉ mong để lại cho con cho cháu chút thành tựu. Tuy nhiên, ông bà cũng rất hy vọng các con giữ được phong thái kinh doanh của gia đình. Và giờ đây, khi chứng kiến con trai và hai con dâu cùng chung tay đoàn kết giữ gìn, phát triển sản nghiệp ngày một lớn mạnh, thì ông rất yên tâm. Có lẽ đã tới lúc ông và vợ mình lui về trông cháu an nhàn tuổi già rồi. Cuộc sống của gia đình ông Nghiêm bà Lệ ngày nào cũng rộn rã tiếng cười vui, nhưng bà Lệ vẫn muốn viên mãn hơn nữa nên không quên nhắc dì Na chịu khó chăm chút cho Diệp Lan để mau chóng sinh cho bà đứa cháu. Thế rồi ông trở như thấu hiểu được tấm lòng của bà. Suốt bao ngày tháng mong mỏi thì cuối cùng con dâu cũng báo đã có tin vui. Tuấn Phong và Diệp Lan rất háo hức để chờ đợi đứa con đầu lòng này. Sau bao ngày mong mỏi cố gắng thì bây giờ cả hai đã chính thức được làm bố, làm mẹ. Trộm vía Diệp Lan không ngén mấy, chỉ là cô bị đau hông hơi sớm. Mới ở tháng thứ 3 mà cô đã bị đau hai bên hông rồi, đi lại hay làm việc cũng hơi khó khăn. Tuy nhiên, Diệp Lan rất biết cách nghỉ ngơi, ăn uống và vận động nhẹ, nên cô cũng không gặp nhiều trở ngại lắm. Biết chồng và bố mẹ chồng lo lắng, nhưng cô luôn động viên mọi người yên tâm. Phong biết vợ đam mê với công việc, bảo cô nghỉ sớm là điều không thể, nên anh luôn âm thầm giúp vợ massage chân tay hoặc là người mỗi khi mỏi. Phong tự mình tìm hiểu những điều nên hay không nên làm đối với bà bầu, giúp cô ăn uống rồi vận động sao cho tốt cho cả mẹ và bé. Buổi chiều nay đi làm về sớm, Phong nấu nguyên một nồi nước lá ngâm chân cho vợ. Diệp Lan nhìn chậu nước đã được chồng pha sẵn thì tủm tỉm cười. Em nhớ lại cái cảnh ngày trước em từng phục vụ anh. Cô cố ý dừng lại đó, rồi sau vài giây mới bổ sung tiếp. Xem nào, trông cái mặt lúc đầu ấy, đúng là ghê gớm, đanh đá. Lại còn trêu anh nữa hả? Thật chứ, gớm lắm ý. Rõ là sướng gần chết, thế mà còn ra oai mắng người ta cơ. Thì anh giả vờ mắng thôi. Mắng thật chứ giả vờ cái gì, mắng không thương tiếc luôn. Thôi anh xin, để anh phục vụ hai mẹ con chu đáo nhé. Nhớ phục vụ chu đáo đấy, không là em cứ nhắc lại những ngày hành hạ vợ lên bờ xuống ruộng cho biết mặt. Được rồi, giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm. Nói thế còn nghe được. Phong nhớ lại cảnh ngày trước, đúng là mình có hơi quá đáng thật, nên lực ở tay không dám quá đà, làm hết sức chú tâm và cẩn thận. Gần một tiếng đồng hồ miệt mài thì Diệp Lan cũng thoải mái. Cô nhấc chân định với cái khăn lau thì Phong vội lấy trước rồi bảo. Để anh giúp em lau, chứ cúi làm gì cho khó chịu bụng ra. Em làm được mà. Để anh làm, giống như ngày trước em làm giúp anh đó. À, đây là trả lại công của em đó hả? Đừng có nói thế mà, đây là tấm lòng của anh. Anh thương hai mẹ con thật đó. Diệp Lan nghe chồng nói như vậy thì cười tít cả mắt. Cô níu cổ của chồng, hôn hai cái rõ kêu vào má, rồi nói lời ngọt ngào. Yêu chồng nhất. Yêu thì tối ăn thêm nhiều vào nhé. Vâng, cảm ơn bố thúi của con em. Giờ thúi hay thơm bố đều nhận hết, miễn là hai mẹ con khỏe mạnh. Chồng em thật là đáng yêu, nhưng đáng yêu yêu hơn ý, thì xuống nhà lấy giúp em hộp dâu tây cho mẹ con em ăn giờ nhé. Sắp tới giờ ăn cơm rồi. Em ăn ít thôi, em hứa đấy. Chứ bắt em nhịn thì thèm lắm. Vậy ăn vài quả thôi nhá. Cảm ơn Phong đẹp trai của em. Phong hết cách với cô vợ bầu bí này, nhưng nói gì thì nói, được vợ khen nghe rất sung sướng. Phong tủm tỉm bưng chậu nước xuống nhà, rồi vào tủ lấy dâu tây lên cho vợ. Bà bầu mà cơn thèm thì phải nhịn thì khổ lắm. Bà Lệ thấy con trai tung tẩy cầm hộp dâu tây lên thì cười tếu táo trêu. Dạo này trông ra vẻ ông bố đảm đang lắm rồi đấy. Mẹ cứ chê con trai của mẹ, chứ con trai của mẹ làm ra trò đấy. Ừ, thế chịu khó chăm vào, con bé nó khó chịu lắm đấy. Vâng, con hiểu mà.
Mẹ dặn dì Na nấu canh tẩm bổ rồi, nên con cho vợ ăn ít đồ ăn vặt thôi nhé. Vâng. Phong vâng dạ rồi chạy nhanh lên phòng. Diệp Lan nhìn thấy đồ ăn mình thích thì nhoẻn miệng cười. Cô ăn ngấu nghiến mà chưa đã cơn thèm thì Phong lên tiếng nhắc nhở. Hết nửa hộp rồi đó vợ ơi. Một hộp có xíu, em còn chưa đã cơn thèm đây này. Đã cơn của em thì có mà cả ký hả? Hơn chứ làm gì đến. Nhìn mặt vợ vẫn đam mê với món mình yêu thích mà Phong chỉ có ngồi ngắm rồi cười một mình. Trước thì thấy Trà Mi ngén kiểu sợ ăn thèm ngủ, còn vợ anh thì ngoài bị đau hông sớm ra thì thấy hay thèm ăn vặt. Thương vợ rất nhiều nhưng chẳng thể đau thay được, nên Phong chỉ biết chăm chút cho cô, đỡ được tí nào hay tí đó. Phụ nữ là khổ cực lắm nhưng cũng vĩ đại lắm. Người phụ nữ chăm chỉ làm việc nhà nhưng vẫn đảm đang việc cơ quan, nhưng người đàn ông mấy ai làm được như phụ nữ đâu. Càng hiểu sâu sắc nỗi khổ của phụ nữ, Phong lại càng thương vợ. Nhìn tới cái bụng nay đã lùm lùm lên rồi thì vừa mừng vừa thương. Anh kéo sát cái ghế lại gần vợ, đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ rồi hỏi cô. Em có cảm giác hơi nặng hơn chưa? Có xíu rồi, nhưng mà không sao. Phụ nữ ai bầu mà chẳng vậy. Trước Trà Mi vác bé Cun còn hơn cả em nữa ấy. Mới 3 tháng mà bụng còn to hơn em bây giờ luôn. Biết vậy cơ à? Không sao. Ơ, xem kìa. Ơ này, sao thế? Em đã đi đẻ đâu mà anh xúc động vậy? Diệp Lan thấy chồng mắt rơm rớm thì bỏ hộp sâu tây xuống. Cô ôm anh, vỗ vỗ vào vai của anh trấn an. Bố Phong thương em bé quá hả? Thương vợ. Trời ơi, em vẫn khỏe mạnh, ăn ầm ầm chứ có sao đâu. Đừng có xúc động như thế chứ. Nhìn mặt chồng méo xẹo, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Nhiều lúc thương cô quá thể mà khiến cô ái ngại với bố mẹ chồng và mọi người. Cứ như là cả thế giới này có mỗi vợ anh là mang bầu đó. Khổ ghê. Mà dạo này là chồng cô hay mít ướt lắm. Bà bầu như cô là cứ phải động viên suốt thôi. Nào nào, mình đi xuống chuẩn bị ăn cơm đi. Thế không ăn dâu tây nữa à? Nhìn mặt bố Phong xấu dai lắm, không ăn nữa. Không ăn nữa thật hả? Không ăn đâu, để bụng ăn đồ bà nội làm. Thế lát nữa ăn nhiều vào nghe chưa? Biết rồi. Ăn xong vợ có muốn đi siêu thị không? Bố Phong đã định ngắm nghía đồ cho con đấy hả? Cả cho mẹ và bé con luôn. Đồ của em nhiều lắm, mặc đã hết đâu. Anh cứ thích mua cho em đấy. Trời. Ăn tối xong là hai vợ chồng rủ nhau đi dạo, rồi tiện mua sắm luôn. Vào khu đồ trẻ em, cái gì cũng muốn khuân hết về nhà. Nhìn thứ gì cũng đẹp mắt và đáng yêu. Diệp Lan thích thú, sờ hết cái này tới cái nọ, thì Phong nói với vợ. Hay là mình cứ mua hết đi em. Thôi, mua hết con dùng tới bao giờ? Thích thì thích chứ lãng phí lắm. Anh thấy cái gì cũng cần, lại đẹp nữa mà. Đồ con nít cái gì chả đẹp, chả dễ thương. Diệp Lan nói rồi giơ cái áo nhỏ xinh xinh lên cho Phong. Cái này đẹp quá anh ơi. Dễ thương thật đó. Cả cái quần nhỏ này nữa này. Cái này cũng thế. Ui bộ này này, yêu quá chừng luôn. Thế anh mua thất về cho con nha. Cái gì em cũng thích, nhưng mà giờ con mới được có 3 tháng, mua sớm quá. Vợ chồng mình cứ ngắm cái đã. Thế mình qua chọn nôi cho con đi, sắm cái đó trước để trang trí theo ý em. Cũng được. Hai vợ chồng Diệp Lan vui vẻ sát tay nhau qua chọn nôi cho con, mà không để ý ở phía bên kia có ánh mắt đang dõi theo họ. Chọn tới chọn lui, Diệp Lan lại đứng tần ngần ra rồi bảo với chồng. Con chưa biết chính xác là trai hay gái mà, mình chọn tầm này có hơi sớm không ạ? Anh chắc là con gái rồi. Hôm đó mình đi siêu âm, người ta có nói gì đâu. Nhìn em ăn vặt là biết mà. Anh có vẻ siêu hơn cả bác sĩ nhỉ? Chuyện. Nhìn cái mặt chắc chắn của Phong mà Diệp Lan không thể nói thêm, thì anh lại chỉ tay vào cái nôi màu hồng. Chọn cái này đi em. Thôi chọn chi sớm. Anh thích con gái, mà anh chắc chắn em xinh đứa này là con gái đấy. Tin anh đi. Thầy phán bừa vừa thôi nhá. Thật đó, anh nằm mơ chỉ có chuẩn. Mơ gì? Mơ bé con giống mẹ y đúc luôn. Không để cho Diệp Lan chọn nữa, mà Phong đã kêu nhân viên đóng gói cái nôi đó luôn. Diệp Lan nhìn một màn này mà chỉ biết lắc đầu. Thì Phong lại trêu cô. Công chúa giống mẹ thì càng thích chứ sao. Đừng có mà trêu em. Nói thật mà,
Nhà anh á, hai anh em ngày bé toàn đánh nhau chán lắm, đẻ con gái cho Thủy mịn hết na. Thôi đi. Được rồi, đùa em chút thôi, con nào cũng được, nhưng mà anh thích con gái hơn. Chọn cái nôi đó rồi còn bày đặt, dạo này cũng văn vẻ lắm đấy nhá. Đi ngắm lúc nữa rồi về anh nhá. Ừ. Bảo rằng đi ngắm lúc nữa, nhưng hai vợ chồng tiện tay mua nhiều thứ lắm. Về tới nhà cũng muộn, nhưng hai vợ chồng vì háo hức mà bỏ hết đồ sai xem đi xem lại, rồi mới đi ngủ. Đồ của trẻ con đáng yêu, Diệp Lan càng ngắm càng thích, nên hay vào mấy trang mạng mua sắm. Đi làm bây giờ cũng nhập hội mấy chị em bỉm sữa để buôn dưa lê, học hỏi kinh nghiệm. Trưa nay rảnh rỗi, mấy chị em lại rủ nhau ăn uống. Lâu lâu cũng phải tranh xả một chút chứ, với tranh thủ, chứ vài hôm nữa bụng to lại khó đi lại. Trà My cũng tham gia cùng, mấy chị em ăn uống vui vẻ, buôn chuyện trên trời dưới biển. Rồi tiếp đến là một chuyên mục mà các chị em chưa bao giờ bỏ qua, đó là nói xấu chồng. Tiết mục hôm nay rôm rả lắm, Diệp Lan nghe mọi người kể mới thấy được hết các kiểu ngoan, hư, hài hước của các ông chồng. Trà My cũng tham gia nhiệt tình, còn cô thì chỉ ngồi nghe thôi. Có lẽ sau khi sinh con xong thì cô mới có cơ hội được tận hưởng hết cái thói hư tật xấu của chồng mình chăng? Chứ hiện tại thì cô không có gì để tham gia bàn luận cả. Hội chị em ăn uống xong lại rủ nhau đi uống nước tám chuyện tiếp. Nghe nói quán A mới mở, đồ uống được mọi người đánh giá là khá ngon, nên mấy chị em chọn vào thưởng thức thử xem thế nào. Có vẻ như trong lời đồn vì quán rất chi là đông khách, ở đây được cái thứ view đẹp mà rất thích hợp cho việc các nàng sống ảo. Đấy, mới nói mà các chị em cũng mê mẩn lắm, bầu bí cả rồi nhưng vẫn đăng cái ảnh ảo lòi ra, rồi còn để câu cũng ảo nữa. Cái gì mà ở đây không có cáp mà chỉ có chúng em. Khổ lắm, chị em phụ nữ là thế đấy. Bầu bì là hay phá tướng, có người còn gầy nhẳng ra, rồi cũng có bạn còn bị mụn mọc đầy, có khi bị mặt sạm ra, còn cô thì mũi hơi to, rồi chân còn bị phù nữa. Ấy thế mà con em phòng kế toán nó dùng cái app gì mà khiến mũi cô cứ như vừa mới phẫu thuật về, mặt xinh như là minh tinh màn bạc, trông chẳng còn chút nào là của mẹ bầu, mẹ bỉm sữa nữa mới tài chứ. Đăng cái ảnh lên là hội mấy ông chồng vào bình luận liền, nhưng toàn thấy là y con mặt cười, kiểu cười đểu ấy. Nhưng các mẹ chẳng quan tâm đâu, mà vẫn cứ chủ đề chính của mình mà tiến thẳng. Chủ chuẹt các kiểu mãi không biết chán, đến lúc phải đi về thì có vẻ vẫn còn lưu luyến cái không gian sống ảo lắm. Diệp Lan giục cả nhóm lần nữa thì bé em phòng kế toán bảo cô: chị Lan chẳng chịu tắt nghiệp gì thế nhỉ? Chị ngại chụp lắm, với lại bầu bí xấu gái, chị chụp cho mọi người là được rồi. Gớm, xấu gặp áp là đẹp hết. Chị đưa đây, em chụp vài kiểu cho, đảm bảo là đẹp mê ly luôn. Thôi về đi, đến giờ làm rồi đấy. Phải dùng mấy lần con bé mới chịu về. Trà My ra lấy xe, còn mấy chị em đứng cửa quán chờ, tranh thủ bỏ lại mấy tấm ảnh ra bàn luận. Thì lúc này có tiếng kêu thất thanh ở trên tầng 2 của quán. Cả bọn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy một nữ một nam đuổi nhau chạy từ trên tầng xuống. Thấy người con gái đó chạy như bay về hướng của mình, mà Diệp Lan không kịp tránh, thế là cả cô và cô gái kia ngã lăn ra đất. Tên thanh niên kia thấy cô gái ngã rồi còn không tha mà chạy tới đấm đá túi bụi. Cô gái sợ hãi nên cứ túm chặt lấy Diệp Lan để đánh lạn, thì tên đó càng hung hãn lao về phía hai người đấm đá liên tiếp. Trong lúc giằng co, Diệp Lan không may bị tên đó đá một phát vào bụng. Tất cả mọi hành động diễn ra nhanh tới mức không có ai kịp can ngăn, và với một lực đá rất mạnh thì khiến cho Diệp Lan đau tới mức khuỵu xuống. Mọi người cuống quýt xuống vào xem Diệp Lan ra sao, mà không có ai để ý tới đôi nam nữ kia đánh nhau nữa. Trà My lấy được xe ra, thấy trên cửa đứng túm năm tụm ba thì vội chạy lên. Nhìn chị dâu nằm bất động dưới đất, cô hốt hoảng nhờ người đưa giùm lên xe để chở tới bệnh viện. Trà My sợ tới nỗi không lái xe được mà phải nhờ người chở giúp. Cô lấy điện thoại ra gọi cho chồng báo tin, mà nói mãi mới nên lời. Cả nhà sau khi nhận được thông tin thì vội vàng chạy vào viện. Trà My cũng không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà kể. Chỉ kể là lúc mấy chị em tới đoạn đó thì cô phát hiện chị dâu nằm ở dưới đất thôi. Tuấn Huy còn đủ bình tĩnh mà nghe, chưa ông bà Nghiêm Lệ và Phong thì không có nghe được câu nào. Nhất là Phong,
Tâm trí của anh bây giờ đặt hết vào vợ con nằm trong kia, chứ đâu còn nghĩ đến sự việc trước đó xảy ra thế nào. Huy ôm vợ trấn an, bảo rằng cô cứ bình tĩnh, nhất định chị dâu và cháu sẽ không sao. Người tốt ắt được ông trời ủng hộ. Thế cả nhà không có ai còn tâm trí đâu, nên Huy cũng phải cố gắng giữ cho bản thân mình vững chãi. Có vấn đề gì anh còn giúp mọi người xoay chuyển. Ai cũng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu với ánh mắt mong chờ và hy vọng, nhất là anh trai của anh. Ánh mắt vừa xót vừa lo, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau để kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Một người đàn ông dù có cứng rắn cỡ nào thì đứng trước sự sống còn của vợ và con đều không chịu nổi. Lại thấy anh trai quỳ rạp xuống trước cửa phòng cấp cứu thì Huy thương lắm, nhưng những lời an ủi nói ra lúc này cũng chỉ là dư thừa. Cái giây phút chờ đợi đúng là sợ hãi. Lại thấy y tá cứ chạy ra chạy vào liên tục, càng khiến cho cả nhà Phong hoảng hốt thêm. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà mọi người gấp rút như vậy. Nỗi sợ hãi vây quanh khiến Phong như sắp phát điên. Đến lúc anh gần như không chịu nổi nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Một vị bác sĩ bước ra, dù không nhìn rõ vẻ mặt của ông ấy ra sao, nhưng đôi mắt thì lại nhìn thấy rõ. Một dự cảm không mấy tốt đẹp, nhưng Phong vẫn chính miệng muốn nghe lời kết luận của ông ấy. Bác sĩ, vợ con cháu thế nào rồi ạ? Cô ấy sao rồi? Người nhà cứ bình tĩnh. Sản phụ tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên về tình trạng thai nhi, chúng tôi vẫn chưa có kết luận chính xác. Là sao bác sĩ? Sao từ mấy tiếng rồi vẫn chưa có kết luận là thế nào ạ? Cả nhà thấy Phong mất bình tĩnh thì giữ anh lại. Bác sĩ phải ra trao đổi với ông Nghiêm rồi dặn dò. Sản phụ vẫn đang hôn mê nên người nhà hết sức bình tĩnh. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết mình. Mong bác sĩ hãy cứu giúp gia đình chúng tôi với ạ. Ông yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Không được vào nhìn thấy vợ, không rõ tình hình chính xác là thế nào, càng khiến cho Phong khổ sở. Mọi lời động viên an ủi lúc này anh không nghe được lời nào hết. Qua cả một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng chờ được tới sáng hôm sau, nhưng vẫn chỉ là cái lắc đầu, chưa có kết luận của bác sĩ. Mà lúc này vợ anh lại được chuyển qua một phòng khác thì khiến cho tâm trí của anh càng rối bời và lo sợ hơn. Nhưng ngoài việc chờ đợi thì anh không thể làm gì khác. Chuyển qua phòng bệnh này, tuy Phong không được vào nhưng cũng được nhìn thấy vợ qua ô cửa kính. Nhìn cô nằm thở oxy trên giường bệnh mà lòng của anh quặn lại, thương cô và xót cho cô và con. Nhưng lúc này anh chẳng thể làm gì mà chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho mẹ con. Đối với anh lúc này, nếu phải đánh đổi tất cả những gì anh có được, anh cũng tự nguyện đổi hết. Phong khóc trong lòng rồi lại cầu khẩn, chỉ cần mẹ con cô khỏe mạnh, anh nguyện sẽ đem hết tài sản anh có được đi quyên góp từ thiện. Anh sẽ đem tặng hết, chỉ cần đừng mang vợ con của anh đi. Có lẽ lời khẩn cầu của anh đã chạm tới trời xanh, hoặc là ông trời cũng đã cảm động cho tình yêu của anh dành cho vợ mình. Mà sau 2 ngày Việt Diệp Lan hôn mê thì đã tỉnh lại. Và cùng ngày hôm đó, bác sĩ cũng đã đo được nhịp tim đập trở lại bình thường của thai nhi. 2 hôm trước, bác sĩ kiểm tra rất nhiều lần mà tim đập rất yếu ớt, lúc có, lúc không, nhưng ông vẫn nuôi hy vọng. Và hôm nay thì kết quả đã rõ rồi, niềm vui nhân đôi khi cả 2 mẹ con đã bình yên khỏe mạnh. Cả nhà vui mừng, ông Nghiêm bà Lệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn Phong thì khóc ròng khi được vào với vợ. Ôm cánh tay nổi đầy gân xanh của cô mà khóc lớn, mới có 3 ngày mà cô đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Nhưng tất cả đã qua rồi, về nhà anh sẽ tầm bổ cho cô. Anh chăm chút cho cô, không để cô đi đâu một mình mà không có anh đi cùng nữa. Diệp Lan dù còn rất mệt nhưng thấy chồng khóc dữ quá thì cũng phải lên tiếng. Em và con không sao rồi mà. Bố Phong nín đi nào, mẹ và em đang mệt đây này. Em có muốn uống gì không? Có, cho em chút nước ấm đi, em khát quá. Được rồi, để anh lấy cho. Phong lấy nước rồi pha sữa cho cô uống. Nhưng vì còn mệt nên cô uống được ít lắm. Nằm nói với Phong được vài câu thì cô lại buồn ngủ, nên dù có muốn tâm sự với chồng cũng đành để tới khi cô khỏe hẳn thôi. Phong nhận thấy vợ còn nặng nhọc thì càng xót xa. Anh cũng không dám nói nữa mà chỉ làm hành động vuốt nhẹ bàn tay của cô rồi lại thơm lên đó. Cứ vậy hai người im lặng nhìn nhau. Rồi lúc sau Diệp Lan lại thiếp đi ngủ tiếp. Không rời khỏi giường của vợ mà Phong vẫn ngồi lặng lẽ vỗ về cô.
thì lúc sau bà Lệ vào giục anh về. Con về nhà nghỉ ngơi chút đi để mẹ thay cho. Thôi, con ở đây với vợ con mà. Mấy ngày rồi không ăn không ngủ, con định khiến bản thân của mình kiệt sức đấy hả? Vợ con khỏe mạnh rồi thì con phải càng phải giữ sức khỏe của mình mà chăm sóc nó chứ. Nghe mẹ, về nhà tắm rửa ăn chút gì đi, rồi ngủ một giấc rồi hãy vào. Vợ con nó còn mệt, chắc cũng ngủ lâu đó. Cháo mẹ mang sẵn rồi, con cứ yên tâm mà về đi. Dạ vâng, thế mẹ trông giúp con một lát. Ừ. Huy chờ ngoài cửa, thấy anh trai ra thì cùng về luôn. Chờ anh tắm gội xong thì cả hai anh em cùng ăn tối. Phong mấy ngày nay không thiết ăn uống mà giờ cũng chỉ ăn được có một bát cơm thì Huy động viên. Anh chịu khó ăn vào mới có sức mà chăm chị chứ. Mấy hôm vừa rồi lu bu, anh không có nhắc tới vụ xô xát hôm trước, em xem thế nào. Em cũng định nói với anh đây, tại mấy hôm trước anh không có tâm trạng nên em tự điều tra rồi, không thể có chuyện ngẫu nhiên như thế được. Hôm đó Trà My kể mà anh không nghe được câu nào hết. Em có lấy được đoạn video ở quán không? Có anh. Đây, anh xem đi. Phong xem lại thì chắc chắn đây là một âm mưu. Vì khi thấy mọi người lu bu vây quanh Diệp Lan khi cô ngã, thì đôi nam nữ ấy chạy vụt ra khỏi, rồi rẽ ngang hai hướng đi mất. Huy cũng nhận ra điểm mấu chốt này, nên anh cũng có nghi ngờ giống anh trai và anh đã báo công an vào cuộc. Rất nhanh sẽ tìm ra hai kẻ đó thôi. Em đã mời công an vào cuộc rồi, sẽ có thông tin thôi anh. Em vẫn cho người theo dõi nhờ ông Chu chứ? Vâng, nhưng xem ra là ông ta đã an phận hưởng tuổi già ở quê rồi. Chỉ là mấy tuần trước có thông tin bà Liễu vì máu cờ bạc nên lại trốn, nên ông ta lên thành phố chơi tiếp. Chủ quan quá, theo sát bà ta đi. Kẻ không có tiền như bà ta, muốn chơi thì sẽ đến nhờ cậy ai? Con gái ư? Con gái bà ta cùng một ruột, nuôi thân chẳng xong. Không lẽ... Đúng đấy, chỉ có bà ta thôi vẫn cay cú vụ con gái bị vào tù, kiểu gì cũng liên quan đến. Em cho người theo dõi sát sao vào. Vâng, em hiểu rồi. Đúng như Phong phán đoán, bà Liễu chơi thua hết tiền là tới vay bà Kim. Bà Kim vì muốn lợi dụng nên nhử mồi bà ta cho vay rất nhiều lần. Và khi bà Liễu thua quá đậm, muốn gỡ một ván để trả tiền cho bà Kim, thì lại thua càng đậm hơn, khiến bà ta không còn đường lui mà phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào bà Kim. Không chỉ vậy mà con gái Thu Nguyệt của bà Liễu cũng dính dáng tới. Vì muốn ăn sung mặc sướng nên cũng vay lãi để ăn chơi, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, nên khi túng quẫn thì làm liều. Bà Kim biết đã tới lúc thu lưới, hai mẹ con nhà kia bây giờ bảo làm cũng phải nghe, nên bà ta lên kế hoạch để hại Diệp Lan lần nữa. Mà việc này bà ta bắt mẹ con Thu Nguyệt phải làm. Tiền bạc mà mờ mắt và thui chột hết tình nghĩa con người. Còn một bên là thù hận mà làm cho mưu mờ hết lý trí, không phân biệt được phải trái đúng sai. Mẹ con Thu Nguyệt vì tiền mà bất chấp luật pháp hại người, nhưng giấy sao khói được lửa. Dù có lên kịch bản kỹ thế nào, công an cũng truy ra hết. Và vụ xô xát hôm đó không phải là vô tình, không phải là ngẫu nhiên, mà hai người nam nữ đó đã được mẹ con Thu Nguyệt thuê để làm hại Diệp Lan. Sự việc độc ác đó dẫn tới suýt chút nữa làm chết hai mạng người. Ý nghĩ và hành động của họ không còn xứng đáng với con người, nên không thể tha thứ. Ông Đặng Chu nghe tin vợ con bị bắt hết thì vội vàng lên thành phố. Khi rõ mọi ràng mọi chuyện, biết con mụ Kim lợi dụng vợ con thì cay lắm. Nhưng ai bảo vợ con ông ngu muội lại tham lam nên gánh tội là phải. Nhưng khi biết cả mụ ta cũng không thoát khỏi liên đới thì ông cũng hả dạ lắm, cho đáng đời kẻ ác nhân. Nhưng nghĩ bụng, mắng người ta còn mình thì cũng thất đức có kém cạnh gì đâu. Những ngày tháng ở dưới quê, ông đã ăn năn về những chuyện xưa cũ. Nhưng bà ông giờ này vác mặt đến cầu xin Diệp Lan, thật sự là không dám. Dẫu gì cô cũng đã tha thứ cho cả nhà một lần rồi. Biết là chỉ có Diệp Lan mới cứu được vợ con, nhưng ông Chu vẫn không còn mặt mũi đi tìm con gái. Và tới khi nhìn thấy Thu Liễu kêu gào thảm thiết van xin ông ta cứu ra khỏi đây, thì ông ta tặc lưỡi đồng ý. Nhưng vừa mới tới cửa nhà của Tuấn Phong thì chú Thẩm đã chặn ngay ở cổng, nghiêm túc nói: "Nếu ông còn chút liêm sỉ của một người bố thì đừng nên gặp con bé." "Tôi..." "Nó cũng là con gái của ông, nhưng ông làm gì nó, hay chỉ là lợi dụng và hại nó? Cũng là con của ông, nhưng sao lại đi bênh bực đứa con hư hại chính đứa con gái ngoan của mình? Vẫn câu nói cũ,
Nếu còn chút liêm sỉ, đừng bao giờ gặp lại con bé nữa. Chú Thẩm hất mạnh ông ta ra và đóng mạnh cánh cửa vào. Nhìn cái dáng vẻ khổ ải của ông ta cỡ nào đi chăng nữa thì chú Thẩm cũng không hề xót thương cho được. Cùng là bậc làm cha, nhưng chú Thẩm cảm thấy xấu hổ thay vì xã hội này lại có người cha thiếu nhân cách và thiên vị như vậy. Đến cuối cùng vẫn rơi rớt liêm sỉ mà đến xin cho đứa con bị hại, tha cho đứa con hư và bà vợ độc ác mất nhân tính kia. Nhưng đời có vay có trả, ăn ở thất đức thì có ngày gặp quả báo thôi. Và báo ứng đến rất nhanh với những con người độc ác kia. 5 năm sau. Bún ơi, bố Phong gọi điện về kìa. Tiếng Diệp Lan gọi con gái thì bé Bún đang chơi với Cun ở ngoài sân, vội chạy nhanh lại chỗ cô. Vâng, con đây, con đây. Bún muốn nói chuyện với con này. Hai bàn tay lấm lem, thế nhưng chị ta lau cây xoẹt vào cái vạt áo rồi cầm cái điện thoại từ tay của mẹ. Chị ta cười toe toét khi nhìn thấy bố Phong. Bố ơi, Bún nhớ bố Phong lắm rồi. Bao giờ bố về với Bún đấy? 2 ngày nữa bố về nhá. Thế Bún đang làm cái gì mà mặt mũi lấm lem thế kia? Bún đang chơi với Cun mà. Chúng con đang chơi cầu trượt, vui lắm. Thế không cho em Tôm chơi với hai chị em à? Em Tôm còn bé tí thế chơi làm sao được hả bố? Thế em Tôm ở nhà có quấy mẹ không? Bún nghe bố hỏi thì chị ta không trả lời ngay, mà ra chừng suy ngẫm một lúc rồi mới nói. Con lúc hư lúc ngoan bố ạ. Như vừa nãy mẹ cho em uống sữa, em còn khóc nhè cơ. Thế lúc đó sao con không giúp mẹ một tay? Con lắc chống đồ chơi cho em ngoan. Con lắc đấy bố, lắc rất nhiệt tình. Thế mà em cứ khóc thôi. Cô giáo bảo là trẻ con khóc là hư đấy ạ. Thế là em Tôm nhà mình quá hư rồi bố nhỉ. Tuấn Phong nghe con gái tố cáo con trai thì chỉ biết cười tủm tỉm. Còn chưa để anh hỏi câu tiếp mà chị ta lại như cái máy phát loa ấy, kể hết chuyện này tới chuyện kia. Mới có 4 tuổi mà cứ như bà cụ non. Câu chuyện thì không phải chủ đề về việc học mà là tố cáo mọi người trong nhà, nêu tội từng người một. Ngay cả ông bà nội cũng bị gọi tên luôn. Chị ta nói một hồi cho đến khi anh hứa về xử lý công bằng thì chị ta mới dừng lại và đưa máy cho mẹ. Diệp Lan cũng ngán ngẩm với cô con gái lắm chuyện của mình, suốt ngày kể lể tội trạng của người khác, trong khi chị ta làm việc gì cũng dở tệ. Học thì nhanh nhanh chóng chóng là lấy lý do đi nghỉ sớm. Viết chữ được vài dòng đã kêu con đau bụng, con muốn đi vệ sinh, rồi chạy biến lên phòng của em Cun rủ đi chơi. Đúng là cái miệng không biết giống ai nữa. Phong nhìn qua điện thoại, thấy vợ mặt nhăn nhó thì trêu cô. Con gái lại khiến em đau đầu hả? Lại chả thế, không biết là giống ai nữa. Mình dở tệ mà cứ đi tố cáo người khác thôi. Khéo miệng sau này lại nhàn cái thân mà, em lo làm gì? Anh đó cứ chiều con rồi hư thôi. Đến cái cậu ấm này chưa được 1 tuổi, thế mà cũng gớm như chị rồi. Ăn không vừa ý là gào thét hết cả lên. Thương vợ quá, vất vả với hai bảo bối của anh. Hai hôm nữa anh về, anh đền bù thiệt hại nhá. Không thèm, đền bù cái gì mà mệt thêm ra ấy chứ. Mệt nhưng mà thích đúng không vợ? Lắm chuyện. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì Bún chạy lại kêu ầm lên. Bố Phong ơi, con thấy bố trên tivi kìa. Rồi, vào xem với em Cun đi. Bố đàn hay thế, bố đẹp trai thế, con yêu bố Phong nhất nhà. Phong nghe con gái khen ngợi thì cười tít cả mắt, còn Diệp Lan thì thở dài lắc đầu. Cô hết nói nổi với con gái luôn, lúc nào cũng bố Phong, đúng là con gái người tình kiếp trước của bố mà. 2 ngày sau Phong trở về, quà mua cho con gái, con trai, rồi cháu Cun đủ cả. Bọn trẻ được quà thì mừng rỡ, chạy nhảy tung tăng. Bé Tôm chưa biết đi, nhưng bò thì cũng nhanh lắm. Thấy bố là hai tay cũng khua khoáng loạn xả cả lên. Bế con trên tay, Phong hôn hít các kiểu, khiến cho cô cậu thích chí cười khanh khách. Chơi với các con một lúc, Phong đưa thằng bé cho mẹ giữ hộ, rồi cùng vợ lên phòng. Phong mở vali lấy đồ xếp vào tủ. Vừa làm anh vừa nói chuyện với cô. Ngày mai là giỗ mẹ em, chiều nay anh đưa em ra mộ thắp hương cho mẹ nhé. Lần nào Phong cũng chủ động về việc này, và hôm nay cũng vậy. Anh bận rộn như thế, thế nhưng vẫn nhớ tới ngày giỗ của mẹ cô. Cô xúc động ôm chầm lấy anh mà thút thít. Cảm ơn anh nhiều lắm. Là vợ chồng lâu rồi mà cứ nói câu này là sao? Không sợ anh buồn à? Cho em nói đi, em muốn cảm ơn anh nhiều hơn thế.
Nếu ngày đó người em lấy không phải là anh, thì em không biết được cuộc đời của mình sẽ thế nào nữa. Em không dám nghĩ tới anh ạ. Ngốc, em là duyên nợ rồi, tránh làm sao được chứ. Cũng như anh, nếu ngày đó anh không gặp được em, thì anh cũng không biết là mình sẽ ra sao đâu. Thế em đúng là nợ của anh à? Ừ, là nợ, là cái nợ to đùng đó, bọn biết chưa? Thế em cứ ăn vạ ở đây cả đời luôn. Ở bên anh cả đời, để chúng ta trả nợ nhau. Phần ngoại truyện, nội tâm nhân vật Tuấn Phong. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống về kinh doanh, nhưng bản thân lại có niềm đam mê với piano. Tôi có ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano, nên từ lúc học mẫu giáo, tôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê của chính mình. Khi bắt đầu học tiểu học, tôi đã có rất nhiều thành tích về bộ môn piano. Lên cấp 2, rồi tới cấp 3, tôi tiếp tục hạt hái được nhiều cấp độ, phần thưởng hơn nữa. Và rồi khi vào tới đại học, con đường lại càng rộng mở với tôi hơn. Niềm đam mê cháy lên cuồn cuộn là động lực giúp tôi chạm tới ước mơ của mình nhanh nhất. Mới đó mà đã hết 2 năm đại học, tôi ngoài gặt hái được những thành tựu về piano, thì cũng có rất nhiều bạn nữ hâm mộ. Cũng may mắn là ngoài tài năng chơi đàn giỏi, thì ông trời còn phú cho tôi bề ngoài khá là men lì và một giọng nói, giọng hát trầm ấm. Có thể nói tôi được liệt vào danh sách hot boy của khoa lúc bấy giờ. Và trong số những bạn gái hâm mộ mình, tôi cũng để ý tới một cô bé tên là Hạ Lan, học dưới tôi 2 khóa. Tình yêu thăng hoa, việc học suôn sẻ, càng cho tôi nhiều hưng phấn trong việc chơi đàn. Khi đó có rất nhiều các nam sinh hướng về tôi, ngưỡng mộ có, ghen tị có, nhưng mà tôi chẳng quan tâm, mà chỉ dồn hết sức lực vào niềm đam mê của chính mình. Và có thời gian tôi sẽ chăm chút cho tình cảm đầu đời. Tất cả mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp, một tương lai tươi sáng đang chờ tôi phía trước. Ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano tôi đã chạm tới cùng với một tình yêu đang rất ngọt ngào. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, ngày mà diễn ra lễ tốt nghiệp của bạn gái, thì một tai nạn bất ngờ đã xảy ra với tôi. Tai nạn đó không cướp đi đôi bàn tay chơi đàn của tôi, nhưng đã cướp đi đôi mắt cùng với gương mặt điển trai, cướp luôn niềm đam mê mà bấy lâu nay tôi kỳ công nuôi dưỡng. Và cũng chính vì tai nạn đó đã khiến người bạn gái tôi luôn miệng nói thề non hẹn biển với tôi, bỏ đi, không một lời từ biệt. Một thanh niên từ nhỏ tới lớn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chưa từng một lần thất bại như tôi. Đến khi bị một cú sốc lớn đã khiến cho tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi từ một người thứ gì cũng có, nhưng đến khi cái gì cũng mất trong một tích tắc đã làm tôi hoàn toàn sụp đổ. Nhưng con người hơn con vật ở cái lý trí. Tôi không thể cứ mãi hận thù với người đời mà bỏ bê bản thân, bỏ bê người thân ruột thịt của tôi. Nên sau một thời gian nằm viện, tôi cũng đã chấp nhận mình không còn được nhìn thấy và từ nay phải sống trong bóng tối. Tôi về nhà không hẳn là nhốt mình tự kỷ, nhưng mà tôi hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Vì không chỉ mắt tôi bị mù, mà trên mặt tôi còn có rất nhiều cái sẹo, lớn nhỏ, trông rất ghê sợ. Tôi thiếu đi sự tự tin và dần là đánh mất bản lĩnh vốn có của mình trước đây. Tuy nhiên, may mắn là bên cạnh tôi đã có một gia đình yêu thương tôi hết lòng. Bố mẹ và em trai của tôi thường xuyên thay nhau quan tâm, chăm sóc tôi, động viên an ủi tôi từng chút một. Và chính họ đã không để cho tôi phải gục ngã mà mạnh mẽ bước tiếp. Và sau gần 6 tháng, kể từ cái ngày xảy ra tai nạn, thì tôi cũng có dũng khí cùng mẹ và em trai ra ngoài. Mặc dù là không nhìn thấy gì, nhưng dưới sự động viên của mẹ, tôi đã rất an tâm mà lấy lại sự tự tin của mình. Có điều chính thời khắc tôi đang có được sự tự tin đó, thì tôi bị chính người mẹ của bạn gái buông lời sỉ nhục. Và chính từ lời nói của bà ta, tôi biết được lý do chính xác cô ta bỏ tôi đi là vì đâu. Cái tên Hạ Lan rất đẹp, con người cô ta cũng rất đẹp, nhưng không ngờ tình cảm của cô ta đối với tôi lại không hề tương xứng với những cái đẹp đẽ ấy. Biết rõ là như vậy, nhưng khi đó tôi vẫn cố gắng động viên bản thân mình là phải thông cảm cho người ta. Ai cũng muốn có một lựa chọn tốt, và tôi không phải là lựa chọn của họ. Tôi bỏ qua và không muốn trách cứ, nhưng mẹ cô ta thì hình như là không muốn tôi được bình thường như bao người khác thì phải. Biết tôi giờ chẳng còn lành lặn và có chút tự ti, nhưng mà ta lại cứ xoáy sâu vào cái nỗi đau đó của tôi. Không cần nể nang trước đó, tôi và con gái của bà ta còn là một đôi trai tài gái sắc, tình cảm bên nhau mà buông những lời lẽ thật khó nghe.
Bà ta không ngừng nhiếc móc chù ẻo tôi, nói tôi như kiểu không phải là một con người mà giống như là một quái vật đáng sợ. Thời khắc đó đối với tôi như một sự tra tấn đáng sợ nhất. Tôi cảm giác mọi thứ đang quay lưng lại với tôi, dồn tôi vào con đường cùng cực. Tôi không còn dám bước ra khỏi nhà, cũng như không còn chút nhuệ khí nào để cố gắng, chính thức nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo và sau đó là những ngày hành hạ bản thân. Có lẽ trên đời, điều làm bạn thất bại hay thành công đó là niềm tin. Khi niềm tin đã không còn, thì mọi thứ có bày ra trước mắt cũng là sự bỏ đi. Và tôi chính thức bị thất bại bởi niềm tin bị phản bội, bị chà đạp. Cuộc sống của tôi từ đó trôi qua một cách nhàm chán. Tuy sau đó tôi không còn quá để tâm đến những lời lẽ bàn tán của những người không thích tôi, nhưng để lấy lại tinh thần cho tôi sống như trước thì tôi không còn nữa. Bố mẹ tôi sốt ruột, đặc biệt là mẹ tôi. Bà sợ tôi cứ sống bất cẩn thế này sẽ khiến tôi không còn là tôi của ngày trước, nên bà đã nhanh chóng tìm cho tôi một người để bầu bạn. Nhưng tôi vừa mới trải qua những tháng ngày kinh khủng thế thì làm gì còn tâm trạng để mà kết duyên với ai. Hơn nữa bây giờ tôi đã không còn cảm xúc với bất cứ cô gái nào, ngoại trừ một cảm giác ghét bỏ. Nhưng trước tấm lòng lo lắng của mẹ, tôi không nỡ nhìn bà thất vọng buồn bã, nên đã đồng ý để cho những cô gái bà chọn đến thử làm bạn với tôi. Tôi cũng cố gắng phối hợp, nhưng xem ra không ai có thể chịu nổi con người mù lòa, khó chịu như tôi. Hoặc có lẽ cũng vì gương mặt gớm ghiếc của tôi, mà có cho họ đống tiền thì cũng không có cô nào dám lại gần. Không muốn bản thân mất mặt, mất thời gian và công sức, nên mẹ tôi tìm cách thoái thác. Tuy nhiên, vẫn là mẹ tôi kiên trì hơn tôi nghĩ. Bà cũng im lặng một thời gian dài, chiều theo ý của tôi, nhưng sau đó lại đưa về một cô gái mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Những tưởng tôi lại khiến người con gái này nhanh chóng rời bỏ đi như những cô gái trước đây. Nhưng không, cô bé không những không bỏ đi mà còn rất kiên cường, nhẫn nhịn và chịu đựng mọi sự sỉ nhục, làm khó của tôi. Và cũng chính sự kiên nhẫn, nhịn ấy đã làm tôi thay đổi, khiến tôi từ một người mất hết niềm tin vào cuộc sống trở thành người có đủ tự tin vượt lên mọi khó khăn và nhanh chóng lấy lại niềm đam mê của chính mình. Cô gái ấy tên Đặng Diệp Lan, cũng tên là Lan, nhưng em đã khiến tôi phải nhìn lại và đánh giá lại tất cả. Lần đầu em về nhà tôi, nghe em giới thiệu tên là Lan, tôi đã bị dị ứng rồi. Nhưng khi đó tôi không có biểu hiện gì cả, cũng không có phản đối, mà tôi đã có được chút thông tin về em. Tôi không muốn làm mẹ buồn, nhưng cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận sống hòa hợp với em. Càng ghét bỏ hơn khi biết thông tin em và người nhà đồng thuận đánh đổi tất cả để có được số tiền lớn, ngay cả việc chấp nhận bán thân. Khi đó tôi đã nghĩ, một cô gái mới bước sang tuổi 18 và đã tâm cơ sống vì tiền như thế thì cũng chẳng khác gì những cô gái tẻ nhạt ngoài kia, cũng chẳng khác hơn một Hạ Lan mới khó một chút mà vội rút lui. Và càng ghét bỏ em hơn khi thấy em khôn ngoan hơn gấp nhiều lần số tuổi của mình. Cái gì em cũng biết, cái gì em cũng hay, đặc biệt là rất khéo léo lấy lòng người khác. Mới chỉ có một ngày về nhà tôi, nhưng mà em khiến cho cả nhà tôi, từ bố mẹ cho tới người làm, yêu quý em. Ngay cả Tuấn Huy lúc đầu về phe tôi, thế mà cuối cùng cũng bị em làm cho lung lay ý chí. Và càng ngày, mọi người càng bênh vực em, khen ngợi em, hết lời. Tôi càng ra sức làm khó em, thì cả nhà càng đồng loạt về phe với em. Nhưng dù tôi có ghét em đến mấy, thì cũng phải công nhận một điều là em nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị với tôi. Có điều để tôi công nhận thì chỉ có thể là bị ép. Tôi khó chịu ra mặt và còn đuổi thẳng em, khép động chạm tới giới hạn của tôi. Nhưng mà em chẳng để tâm mà vẫn kiên trì tận tâm tận lực vì tôi. Em không vì bị tôi hành hạ mà vẫn chăm sóc tôi chu đáo, khiến tôi phải có nhìn khác về em. Nhưng vào một đêm tôi đã vô tình nghe được em khóc, tôi đã có suy nghĩ khác. Tôi bớt hành hạ em và lâu dần không còn có ý làm khó hay gây phiền phức cho em nữa. Đơn giản tôi chỉ nghĩ chắc là em có nỗi khổ riêng nên mới phải bán thân về nhà tôi. Thế nên tôi đã quyết định cả sẽ chỗ trợ nhau, sống tạm thời hòa hoãn vui vẻ, không cần động tâm, không cần phải là tình yêu, mà cứ như hai người cộng sự là tốt rồi. Những tưởng giải quyết như vậy là xong, nhưng mà không phải. Tôi vì những việc làm tiếp theo của em mà động tâm, quan tâm em từ lúc nào chẳng hay. Em giúp tôi có giấc ngủ ngon, giúp tôi thoải mái khi được em massage,
Rồi đến khi em chữa khỏi mấy cái thứ mụn bọc trên mặt của tôi, giúp tôi sớm ngày làm phẫu thuật liền mấy vết sẹo lớn nhỏ kia, thì tôi chính thức bị em chinh phục. Tôi cứ vậy mà từ từ quan tâm em, rồi càng để ý và thương em hơn khi biết sự thật em bị lừa bán vào nhà tôi. Hóa ra em là một cô gái có hoàn cảnh rất đáng thương, có bố đẻ nhưng lại không hề yêu thương chăm sóc, mà chỉ coi em như là một công cụ kiếm tiền. Tôi đã thương em nhiều hơn, chăm sóc em, nhưng tôi vẫn chưa chắc rằng đó có phải là tình yêu hay không. Mà chỉ tới khi người bạn học của em ngày ngày gọi điện đến làm phiền, khiến tôi ghen tuông, tôi mới nhận ra mình động lòng với em, và nhận ra mình lỡ yêu em mất rồi. Nhưng lúc đó vì còn tự ti nên tôi vẫn giấu đi tình cảm của chính mình. Ngay cả khi em đã giúp tôi lấy lại được cảm giác chơi đàn, lấy lại được đam mê và chạm tới niềm vinh quang một thời bị lãng quên, nhưng tôi vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm của mình với em. Cứ mãi luẩn quẩn như thế, thật lâu cho tới khi tình huống hài hước xảy ra. Em rất sợ chuột. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng là giúp em đỡ sợ thôi, nhưng không ngờ đó cũng chính là tự tôi giúp mình đẩy nhanh tiến độ với tôi và em hơn. Cũng chính nhờ cái lũ chuột ấy tôi mới biết em thích tôi, và tôi thật sự phải cảm ơn lũ chuột đáng ghét đó đã cho tôi cơ hội được ở chung với em. Và dần dà tôi đã mạnh dạn nói ra tình cảm của mình. Tôi không nghĩ được mình lần nữa được bước ra khỏi thứ ngục tù tăm tối ấy. Không biết em có xinh đẹp hay không, nhưng điều tôi chắc chắn rằng là em rất giỏi. Khi hai đứa xác định tình cảm với nhau là quãng thời gian mà tôi cảm thấy vui nhất và càng hạnh phúc hơn khi em không ngần ngại trao tất cả cho tôi. Không cần biết, tôi vẫn là một kẻ mù lòa. Tình yêu của tôi và em ngày càng bền chặt khăng khít, thì một ngày lại gặp phải người cũ cản trở. Hạ Lan, người con gái đã bỏ tôi đi ngay khi bác sĩ thông báo tôi có rất ít phần trăm nhìn lại được. Nhưng khi tôi quay trở lại với niềm đam mê của mình, và khi này tôi đã lấy lại được sự tự tin, thì cô ta xuất hiện ngăn cản cuộc sống của chúng tôi. Cô ta chính xác như một mũi tên có độc, chỉ cần chạm vào là có thể tử mạng ngay tức khắc. Khi mà cô ta 5 lần 7 lượt muốn tôi cho cô ta cơ hội quay về, nhưng tôi không đáp ứng, thì lại quay lại hãm hại em. Một lần không được thì tới nhiều lần, và cô ta không từ một thủ đoạn nào, ngay cả việc ác nhất cũng làm, đó là thả rắn độc để cướp đi mạng sống của em. Cũng may là ông trời phù hộ em và tôi tai qua nạn khỏi, thoát khỏi sự hãm hại độc ác của cô ta. Sau lần hại chúng tôi bất thành đó, thì cô ta phải trả một cái giá đắt, 10 năm tù. Không biết cô ta có nhận ra những sai phạm của mình không. Trải qua bao khó khăn vất vả, những tưởng chúng tôi đã qua hết kiếp nạn, thì ông trời vẫn thử thách chúng tôi tiếp. Qua sự việc hiểu lầm em cố tình lợi dụng tình cảm của gia đình mà trả thù bố em, thì tôi và em xảy ra cãi cọ. Khi đó lý trí của tôi bị ám ảnh của mối tình đầu, nên đã có những lời lẽ khiến em đau khổ. Nhưng cũng chính những ngày giận hờn đó, tôi mới càng thấu hiểu em hơn. Em đã vì tôi mà làm rất nhiều. Nếu mà em cố tình lợi dụng cũng không có là gì hết. Tôi nhận ra mình đã trách lầm em. Lẽ ra tôi phải cảm ơn vì kiếp này đã có em làm vợ, người đã thắp sáng tâm hồn của tôi, cứu rỗi cuộc đời của tôi từ vũng bùn đen ra ánh sáng, giúp tôi thực hiện trọn vẹn ước mơ và là một nửa hoàn hảo nhất cho cuộc đời của mình. Thật là may mắn khi ông trời cho tôi cơ hội được sửa sai lầm. Khi trở về nhà nhìn thấy em ở ngôi nhà gỗ ấy, tôi mới cảm nhận được hết tình yêu tôi dành cho em là rất lớn. Và ngược lại em cũng vậy. Không dám nghĩ tới một ngày nếu tôi mất em thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Nghịch cảnh trớ trêu, thử thách đối với tôi và em vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Vẫn còn phải qua một khổ nạn nữa khi tôi và em có con. Niềm hạnh phúc gần như trọn vẹn, cả nhà chỉ mong chờ ngày tháng đứa cháu yêu ra đời, thì bất ngờ một cơn sóng bão ập đến. Bà Kim, mẹ của Hạ Lan, đã cấu kết với Thu Nguyệt và bà Thu Liễu hại em và con suýt mất mạng. Cuộc đời của tôi không ít những thăng trầm, nhưng có lẽ là tôi chỉ đã từng mất lý trí, mất đi sức sống, chứ chưa từng sợ hãi điều gì. Mà chỉ tới khi có em rồi, có con, thì nỗi sợ lớn nhất đó là không có em và con bên cạnh. Hàng ngày nhìn em nằm ở trên giường bệnh là quãng thời gian đáng sợ và khó khăn nhất với tôi. Nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấu lời khẩn cầu của tôi mà dùng phép nhiệm màu giúp cho gia đình của tôi được đoàn tụ. Tôi không phải vì chót lỡ hứa mới quyên góp gần hết số tài sản mà bố mẹ chia cho đi làm từ thiện. Mà đối với tôi,
tiền tài không quan trọng bằng em và con. Có sức khỏe thì sẽ làm ra tiền, nhưng có tiền của nhiều chưa chắc đã có được người mình yêu thương. Vì thế tôi chọn em và con, đó mới là tài sản giá trị nhất của đời tôi. Một người chồng mù với vết sẹo thời gian tưởng chừng như không có cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thế nhưng định mệnh đã cho anh gặp gỡ người con gái tài đức hiền hòa. Cô đã giúp anh vượt qua sóng gió cuộc đời, nhưng cũng chính là giúp cô chống lại số phận éo le, để rồi hai người hợp lại thành một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.